Dạ thì giờ là bên nhà tiệc cái quý cả nhà đang đưa bàn ghế và thức ăn đến. Thì do ngày hôm qua là trang trí hơi muộn nên là hiện tại giờ là cũng là gần 9 giờ sáng chủ nhật rồi nha cả nhà. Gần 9 giờ sáng chủ nhật bàn ghế trải xuống thì giờ là bắt đầu là để là bên bên nhà hàng sẽ sắp xếp bàn ghế. Sau đó khoảng 11 giờ là sẽ đãi ăn luôn nha quý cả nhà thân mến. Dạ cô chú anh chị đến dự tiệc cưới của chú U70 và cô Văn. Cô chú anh chị vui lòng đến địa chỉ chợ Đầu Mối Thủ Đức. Cô chú anh chị nhớ là đứng phía trước bên chợ, tại vì phía chợ là đường ngược chiều. Cô chú anh chị tìm đường đứng phía trước cổng chợ luôn nha cô chú, đứng dưới phía cổng chợ. Rồi sau đó là cô chú anh chị nhìn thấy cầu vượt Gò Dưa, cô chú anh chị đi ngược chiều khoảng 200m, đi ngược chiều về hướng cầu vượt Gò Dưa 200m. Vừa qua gầm cầu vượt Gò Dưa quốc lộ 1 là cô chú anh chị nhìn thấy cái quán nhậu ba chị em, là ngay chăng quán nhậu ba chị em là có cái tiệc cưới nha quý cả nhà. Giờ là bắt đầu bên đơn vị trang trí sân khấu họ sẽ trang trí sân khấu nha cả nhà. Rồi sau đó là để bánh kem, để bánh kem lên trên bàn, rồi tháp rượu. Thì hôm qua là bên đơn vị lắp ráp sân khấu đó, làm tới tối luôn nhưng mà không kịp, thì sáng hôm nay thì làm chắc khoảng là sẽ xong trước 9 giờ sáng nha cô chú. Đến 11 giờ mình mới để ăn thì chắc chắn một điều là sẽ xong trước 9 giờ sáng đó. Giờ là những tháp rượu chuẩn bị ship lên trên bàn. Giờ là mình treo cái đấy lên, lễ thành hôn ha. Dạ anh làm chuyên nghiệp, tại em không có chuyên nghiệp sân khấu á, anh làm sao chuyên nghiệp, anh thấy đẹp giùm em mà được à. Chắc cao cao lên tí đẹp anh. Tới ngày mí màu đỏ đó được á anh. Tới mí màu không, đỏ đừng thôi. Đừng cao quá. Tới mí màu đỏ đó xuống được rồi. Tí mà cái đầu trên bằng mí màu đỏ giùm em. Ok anh rồi đó, đẹp đó. Dạ. Dạ. Có mà em dẹp cái cầu thang rồi. Nè quý cả nhà, giờ là đang chuyển bàn ghế xuống, rồi sau đó là chuyển thức ăn luôn. Rồi thức ăn anh em đặt ở bên nhà hàng nha quý cô chú anh chị. Bên nhà hàng họ nấu tại nhà hàng luôn, thì khi nấu xong rồi họ sẽ đưa đến đây và nhân viên của họ sẽ đến phục vụ cho quý quan khách. Thì giờ này thì mới có gần 9 giờ thôi mà cô chú anh chị đến rất là đông luôn. Thì hôm nay thì cũng có chú U70. Chú U77 xin lỗi, U70 là chú Nghĩa. Bên đây là chú U77. Chú U77 đang ngồi đón tiếp khách nha quý cả nhà. Chào chú, đến sớm quá chú. Đến đây để gặp tụi con. Dạ con chào chú. Rồi chú chào hai con. Lúc sáng con thấy là chỉ có khoảng 7 giờ mấy 8 giờ sáng là chú đến rồi. Là chú đi từ đâu đến chú? Bây giờ chú cũng xin nói với tụi con là chú đến từ Bình Dương. Dạ. Chú là người dân Bình Dương. Dạ. Con thấy là chú đi lúc nãy là chú lái xe ô tô tự chú lái luôn. Đúng rồi, chú đi xe tự lái, luôn. Đúng rồi. Dạ. Con cảm ơn chú. Thì cũng thưa chú là hôm nay là con và Nghĩa, con là tên Phúc và bên cạnh con là em Nghĩa. Đúng rồi. Tổ chức tiệc cưới sau khi mà kết nối yêu thương. Sau đó tụi con tổ chức tiệc cưới cho chú U70 và cô Văn. Thì anh em con có tổ chức tiệc. Rồi cũng là mời quý quan khách để đến tham dự. Thì hôm nay cũng cùng có chú, con đại diện anh em ban tổ chức và chú Nghĩa. Chúc sức khỏe chú rất nhiều. Cảm ơn hai con. Dạ. Thì bây giờ chú cũng xin nói với con nè. Thì bây giờ sau thời gian mà để chú mần mò để trên kinh con á, chú cũng cảm thấy nó cũng có những điều rất là hay. Nên hôm nay là hổm là chú cũng có liên lạc được là bên tụi con. Thì hôm nay là tụi con có cái tấm lòng để mời chú về đây để dự một cái tiệc cưới của ông anh. Dạ. U70. Dạ. Rồi hôm nay chú cũng muốn đến đây để chú kết nối yêu thương. Dạ. Rồi chú cũng kiếm gì để mà nó hàn gắn lại cho cái cuộc đời của chú vậy sao nữa. Dạ, con chúc, con sẽ chúc chú là một ngày sớm nhất để tìm được một ý chung nhân của mình. Đúng rồi. Con thưa chú là gì, bên cạnh chú là chú U77 chỉ đăng video lên khoảng 20 phút đầu tiên là hơn 20 cô đến cái trang văn phòng con để gặp trực tiếp.
Đến thời điểm này là chú U77 gặp gần 100 cô rồi, nhưng mà chú đã chính thức chọn được một cô. Thì trong ngày hôm nay, chiều hôm nay là cậu con sẽ thông báo một cái video là chú và cô, để là thông báo đến với cô chú anh chị là đã tìm hiểu được đến với nhau á chú. Đúng rồi. Dạ, con cũng hy vọng là ngày sớm nhất chú tìm được một ý chung nhân. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ, con cảm ơn chú. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ chú, chú có thể giới thiệu giúp con là lúc nãy là chú giới thiệu là chú từ Bình Dương đến. Đúng rồi. Con cảm ơn chú. Và chú có thể giới thiệu cho con được biết và quý khán giả xem video là chú tên gì và năm nay chú được mấy mươi ạ? Rồi, rồi, rồi. Bây giờ chú cũng là cho tụi con biết với cộng đồng biết, cộng đồng mạng biết là chú tên Nguyễn Quang Cường. Hiện bây giờ chú đang 64 tuổi. Dạ. Sinh sống ở Bình Dương. Dạ. Dạ, chú có thể giới thiệu thêm giùm con là tình trạng hôn nhân gia đình mình đó chú. Tình trạng hôn nhân thì nói chung là chú gia đình thì chú có vợ ba con, nhưng mà gia đình thì xong xuôi đồng hoàng mà sau thời gian nó cũng không được ấy đó, là chú đã không còn sống chung nữa. Dạ, nói chung giờ là cũng 6-7 năm rồi. Nói chung là mình đã giấy tờ hẳn hoi hết hả chú? Dạ, đúng rồi, chú cũng dạ, đầy đủ hết. Con thưa chú là gì? Con hy vọng là thông qua chương trình ngày hôm nay, tiệc cưới của chú U70, con đang chia sẻ về không gian tiệc cưới chú U70 thì nhân dịp chú đến đây để chúc mừng, con cũng xin phép để ghi hình chú. Và hy vọng là qua video, quý cô xem qua được cái đoạn video chương trình và cảm thấy hợp với chú thì liên lạc về số điện thoại chương trình để anh em chương trình sẽ sớm nhất một ngày cung cấp thông tin để cô chú tìm hiểu nhau, biết đâu qua cái đoạn video tìm hiểu nhau cô chú lại hợp nhau giống như là chú Nghĩa và cô Văn hả chú ha? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, chú cũng mong muốn vậy thôi. Thì hôm nay chú đến đây để mà thông qua trên cái kênh của tụi con á, để chú tìm một người bạn để mà về sau này là có gì để hữu hỷ với nhau, bệnh hoạn có nhau, hay là những cái đoạn đường đi sau nữa. Dạ. Đó, thì giờ chú cũng biết nhiêu đó, chú cũng nói nhiêu đó thôi. Dạ, con cảm ơn chú. Con cũng chúc một ngày sớm nhất chú tìm được một nửa yêu thương của mình. Đúng. Dạ, quý cô mà xem qua được chương trình, cái mạnh dạng liên lạc về số điện thoại để anh em cung cấp thông tin, biết đâu tìm hiểu chú qua một ngày sớm nhất để về hạnh phúc cùng một gia đình. Dạ, con chào chú, cảm ơn rồi, chú. Chú xin chào hai con. Dạ đấy, giờ là cái bảng đang gắn lên để em zoom gần lại nha quý vị. Thì một tí nữa sẽ anh em sẽ thêm một cái logo bên doanh nghiệp mà tài trợ về trang trí sân khấu đó quý cả nhà thân thương. Và cái video ngày hôm nay em cũng gửi lời cảm ơn đến doanh nghiệp, thì một tí nữa em sẽ đọc tên doanh nghiệp luôn nha quý cả nhà thân thương. Đấy, giờ đang chuyển đồ xuống nha quý cả nhà. Giờ là cũng là gần 9 giờ ngày chủ nhật hả Nghĩa ha? Cũng có một số cô chú đến rất đông, mà đang ngồi phía sau nữa, đang ngồi phía sau rất đông. Thì bây giờ xong bàn thì xong. Em cũng thưa đến quý vị khán giả thân thương, thì cái số lượng bàn tiệc ngày hôm nay anh em đã chuẩn bên ban tổ chức đã chuẩn bị để mời quý quan khách. Sau khi mà quý quan khách đến thì anh em sẽ mời vào để dùng tiệc. Ngoài cái buổi tiệc cưới thành hôn của chú Nghĩa và cô Văn ngày hôm nay, bên ban tổ chức chúng em kết nối yêu thương sẽ mời cô chú anh chị và cùng cô chú có mặt ở tiệc cưới để tìm hiểu nhau. Thì đa phần hôm nay là trong tiệc cưới là anh em mời quý cô chú anh chị hội độc thân để mình đến đây mình tìm một nửa yêu thương còn lại của mình đó quý cô chú anh chị thân thương ạ. Đây nha cả nhà, thì hiện tại giờ là bên nhà hàng chuyển thức ăn đến, thì cũng đang chuyển xuống từ lúc sáng giờ, thì cũng gần xong rồi. Còn chén này cả nhà, còn chén họ xuống họ lao lại xong rồi, sau đó họ sắp xếp ra lên từng bàn. Và đúng 11 giờ thì anh em sẽ tổ chức. Cũng mong quý cô chú anh chị cái video này tí nữa em sẽ đăng trước 10 giờ. Quý cô chú anh chị tranh thủ đến sớm giùm em nha cả nhà. Có thể mình đến sớm hơn 11 giờ chủ nhật ngày hôm nay buổi trưa để có thời gian mà cô chú anh chị tìm hiểu nhau những mảnh ghép yêu thương đó quý cả cô chú anh chị. Đây nha cả nhà, hiện tại giờ là em đứng ngay vị trí cầu vượt Gò Dưa. Quý cô chú anh chị đến chợ đầu mối Thủ Đức. Cô chú anh chị lưu ý giùm em, đến chợ đầu mối Thủ Đức thì cô chú anh chị cái đó là cái đường con lương nó bị ngược chiều. Cô chú anh chị tìm cái đường mà qua đứng phía trước chợ luôn, đứng phía trước chợ luôn, đừng đứng đối diện chợ nha. Đứng phía trước chợ thì quý cô chú anh chị đi ngược chiều 200m giùm em, đi ngược chiều 200m thì cô chú anh chị sẽ gặp một cái cầu vượt Gò Dưa là ở chỗ tay em chỉ nè.
vừa qua gầm cầu vượt rồi vừa ngược chiều, một là cô chú anh chị thấy cái quán nhậu ba chị em, là đến quán nhậu ba chị em là cô chú anh chị thấy cái văn phòng kết nối yêu thương đang tổ chức tiệc cưới, mời cô chú anh chị vào ạ. À. Dạ em xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều. À, ngày hôm nay anh em rất là bận. À, đôi khi cô chú anh chị gọi điện thoại, anh em nghe những cuộc gọi điện thoại không nghe được, cũng mong quý cô chú anh chị thông cảm cho anh em. Đây cổng hoa này tí trang trí tí là xong nha cả nhà. Đó. Cổng hoa. Đây, thành hôn. À, trọng nghĩa Lê Văn ha, hả Nghĩa? À, trọng nghĩa Lê Văn. Đúng rồi, là chú Nghĩa và cô Văn đó, chú U70. Rồi anh em mình đi vào phía bên trong chia sẻ tiếp theo. Thì ngày hôm nay ngày vui trọng đại của chú Nghĩa U70 và cô Văn. Thì em và Nghĩa sẽ liên tục cập nhật những cái thông tin mới nhất ngày trọng đại, ngày lễ thành hôn, để vừa gửi đến quý cô chú anh chị thân thương. Cũng thông qua video ngày hôm nay, cũng mong là quý cô chú anh chị xem video, bấm cho anh em xin một lượt like, đăng ký, chia sẻ, để anh em có động lực ra nhiều video mới hơn. Và trước mặt em đây là chú U77. Thì ngày hôm nay chú U77 cũng chuẩn bị là để là giới thiệu đến cô chú anh chị là bạn đời của chú là ai. Thì sẽ một tí video tiếp theo là em sẽ ghi hình chú bằng một người bạn đời của chú U77 sau khi 2 ngày đăng thông tin tìm tuyển vợ. Dạ con chào chú U77. Yeah. Dạ thì ngày hôm nay là chú chính thức là ra mắt người bạn đời của chú để gửi đến bà con cộng đồng luôn hả chú? Dạ thì con quay cái video này xong, một cái video tiếp theo nữa thì trong ngày hôm nay luôn thì chú cháu mình sẽ chia sẻ một đoạn video một người bạn đời mà chú chuẩn bị đưa về quê hả chú? U77 ha. Dạ con chúc chú là một ngày sớm nhất là luôn luôn được hạnh phúc bên người mình chọn. Dạ chú có lời gì gửi lời cảm ơn đến quý bà con cộng đồng trong những ngày vừa qua quan tâm đến chú ạ. Con xin có ý kiến nói với hai cháu hay gọi là tôi lên đây để mà tìm vợ mà được sự mến mộ của các đồng nghiệp như tôi đó, là đến với tôi rất là nhiều cô, nhưng mà tôi cũng có cho biết mấy cô là tôi chỉ chọn một thôi chứ không có chọn hai. Bây giờ nói thật sự ra là bây giờ cả tôi đã tiếp xúc 50-70 cô vậy đó, nhưng bây giờ tôi đã chọn xong một cô này là lớn tuổi nhất trong cái chương trình này hôm nay. Cô này là 65 tuổi, nó có ở quận 12. Thì bây giờ tôi chọn như vậy mà không biết nó có thích hợp hay không, cho nên tôi hôm nay cũng nhờ chương trình điện nói chuyện với con tôi đó. Bây giờ ba chọn như vậy là con thấy có đồng ý hay không? Con đứng người khách quan nhìn xét thấy là đúng đối tượng các con không? Con tôi nó ok rồi ba, bây giờ ba tìm cái cô là lớn tuổi nhất đó là hợp lệ với con. Thì cái điều đó là cái điều tôi rất là thỏa hiệp được với con tôi, là tôi rất mừng, cũng nhờ chương trình mà tôi mới được hôm nay vậy. Dạ con một lần nữa đại diện anh em chương trình kết nối yêu thương xin gửi lời chúc sức khỏe đến chú U70. Có lẽ là con và Nghĩa sau khi mà tổ chức cái tiệc cưới của chú Nghĩa U70 xong, nếu mà còn thời gian mà chú chưa về tranh thủ thời gian, con sẽ mời chú đi mua những cái phần quà. Sẵn thuận tiện con đại diện anh em bên chương trình để gửi về quê mình làm quà lưu niệm á chú ha. Dạ con cảm ơn gia đình mình thân thương. Thôi cảm ơn chú nha. Thì hiện tại giờ là lượng quý khán giả đến rất là đông mà nha cô chú, nhưng mà đang ngồi phía sau, tại vì phía sau sân khấu của em này ở phía sau là còn gần hơn 200 mét vuông. Cô chú đang ngồi hóng mát phía sau không biết cả nhà, tại phía sau em có đổ cái bê tông ở trên lầu á, nên là cô chú đang ngồi phía sau đi hóng mát. Đó, đây là tháp rượu nha quý cả nhà. Cái tháp rượu này là hồi mình cắm điện vô luôn ha anh. Đấy, quý cô chú anh chị thì giờ là đây là cái anh trai này là bên đơn vị thi công lắp ráp sân khấu, trang trí sân khấu. Cái phần trang trí sân khấu thì hiện nay là anh đang trang trí thêm cái phần tháp rượu và bánh kem đó quý cả nhà thân thương. Bánh kem là gồm hôm nay có 3 tầng luôn hả anh? Dạ. Bữa em đặt mà em cũng không nhớ mấy tầng. Bữa em với Nghĩa đi đặt mà không biết mấy tầng luôn. Tháp rượu đẹp quá hả Nghĩa? Đúng rồi. Đó, một hồi đèn lên nữa bắt đầu gót rượu trên nó chạy xuống hà. Đẹp đó. Nói chung thì anh em mình sẽ cố gắng hỗ trợ chú Nghĩa được cái gì, anh em mình sẽ hỗ trợ cái hướng mà tích cực nhất, để là dù gì đi nữa cũng là cái ngày vui trọng đại của chú, những cái ngày cưới của mình mà, thì ai mà chẳng muốn được khang trang, ai chẳng muốn được vui. Đồng ý là chú lớn tuổi, anh em mình cũng cố gắng để là cho chú được
vui trọn vẹn và trăm năm hạnh phúc bên cô Văn. Còn về cái việc mà trong suốt quá trình mà để mà chú Nghĩa đến với cô Văn đó, cuộc sống như thế nào đó, đó là riêng cô và chú. Anh em mình cũng như là làm cái nhịp cầu nối để là khi đăng thông tin rồi cô chú có cái thông tin tìm hiểu nhau. Và lúc nào thì anh em bên ban chương trình cũng chúc cho cô chú được hạnh phúc, mà hạnh phúc được hay không là do cô chú lựa chọn. Thì anh em mình đâu có thể nào mà sắp đặt hết mấy cái việc đó được. Giờ là nói chung là anh trai anh cũng chưa trang trí xong, thì hiện tại giờ còn tới 2 tiếng nữa thì mới tới đến giờ tiệc. Còn 2 tiếng nữa. 2 tiếng nữa. Đó, thì bây giờ thôi có lẽ là bàn tiệc thì cũng được bên ba bên nhà hàng tiệc cưới họ đang bài bàn ra. Thì mình cũng sẽ chia sẻ cái không gian một phần nào trong cái không gian ngày trọng đại ngày cưới trong văn phòng kết nối yêu thương của anh em chúng em. Để gửi đến quý vị khán giả thân thương. Và một lần nữa em cũng xin cầu chúc quý vị thân thương một ngày mới cuối tuần an lành và hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Và quý cô chú anh chị và cô chú anh chị xem video cũng đừng có quên bấm cho anh em của em xin một like, đăng ký, chia sẻ để mà khi mà anh em làm chương trình được sự quan tâm của cô chú anh chị ủng hộ kênh, đó là mình có thêm cái động lực để ra nhiều cái video mới, để làm nhiều cái chương trình hơn nữa có ý nghĩa hơn để cô chú anh chị đón xem. Giờ này là mới gần 9 giờ thôi. Cô chú anh chị có một số là đến từ ngày hôm qua luôn hả Nghĩa? Đến từ ngày thứ bảy luôn quý cô chú anh chị. Thì những cô chú anh chị đến sớm đó em cũng có sắp xếp chỗ cho nghỉ lại. Đó, đây. Còn phía sau rất rất đông luôn quý cả nhà thân yêu ơi. Chú Nghĩa U70 thì đến rất sớm. Hôm nay đẹp trai hơn mọi ngày quý vị thân thương ơi. Dạ con chào chú Nghĩa. Chào anh em nha, các vị khán giả nha. Dạ chú Nghĩa ơi, chỉ còn khoảng 2 tiếng nữa thôi là đến ngày làm lễ thành hôn của chú Nghĩa rồi. Chú Nghĩa có lời gì trước giờ mà để mà lên sân khấu, chú Nghĩa có lời gì là gửi đến quý vị khán giả thân thương mà chuẩn bị có mặt để góp vui ngày vui trọng đại của cô và chú. Chú gửi lời chúc sức khỏe thân thương đến quý vị khán giả giúp con ạ. Bước đầu thì tôi xin cảm ơn cộng đồng mạng và tất cả khán giả và anh em chị em độc thân thì đến dự buổi tiệc là buổi là thành hôn của vợ chồng tôi, vợ chồng mình. Thì tôi xin thay mặt vợ và chồng tôi, cha và chồng sẽ rất là cảm ơn anh em và cộng đồng mạng và khán giả. Dạ một lần nữa con Phúc nhà lưu trú Thủ Đức đại diện anh em chương trình kết nối yêu thương gửi lời chúc thân thương đến trước tiên là quý vị khán giả trong ngoài nước, và cũng không quên chúc đến chú Nghĩa U70 và cô Văn ngày trọng đại ngày thành hôn của mình trăm năm được hạnh phúc bạc đầu nghĩa phu thê chú ha. Dạ con cảm ơn chú. Dạ chồng được rất cảm ơn ạ. Dạ dạ một lần nữa em cũng đại diện ban tổ chức là chương trình kết nối yêu thương Phúc Nghĩa xin gửi lời chúc thân thương đến toàn thể quý vị khán giả thân mến trong và ngoài nước trong suốt thời gian vừa qua luôn đồng hành và ủng hộ kênh của em. Đồng ý là giờ này là chỉ là rơi vào khoảng 9 giờ sáng, nhưng mà quý vị khán giả thân thương để đến ủng hộ cái ngày thành hôn sau khi em kết nối làm ban tổ chức để kết nối chương trình kết nối yêu thương được cái sự mà quan tâm của quý cộng đồng. Sau đó thì cô Văn và chú Nghĩa đã tìm hiểu đến nhau về chung một mái nhà. Thì hôm nay là tổ chức tiệc cưới tại văn phòng kết nối yêu thương Phúc Nghĩa khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trang trọng kính mời quý ban khách đến tham dự theo cái địa chỉ. Hôm nay là ngày chủ nhật ngày 3 tháng 9 thì anh em sẽ tổ chức tiệc cho chú Nghĩa, cũng mời quý cô chú anh chị đi theo cái lịch thông báo những ngày gần đây. Đây nha cả nhà, đây là phần sân khấu. Em cũng thưa đến quý vị khán giả thân thương cũng như là những cái video mà sau khi em chia sẻ cái đoạn phóng sự kết nối yêu thương và cũng chia sẻ rất rất rõ trên đoạn video sau khi cô chú anh chị đầu tháng và cuối tháng cô chú anh chị nào mà tuổi hơn 70 thì em và Nghĩa hỗ trợ đôi ba bàn tiệc cưới để mình ra mắt cái ngày thành hôn. Thì về cái câu chuyện của chú Nghĩa em hứa em sẽ thực hiện theo đúng cái lời hứa bên ban chương trình của mình. Ngoài ra hỗ trợ chú Nghĩa đôi ba bàn tiệc cưới sau đó em và Nghĩa cũng có hỗ trợ thêm 20 triệu tiền mặt để chú Nghĩa mua nữ trang để tặng cho bà xã. Thì cũng như đó video mà anh em đã gỡ 20 triệu mua nữ trang thì anh em đã đăng trước ngày cưới rồi quý khán giả thân thương. Cũng mong là quý khán giả thân thương đồng ý là còn 2 tiếng nữa
thì mới được là 11 giờ trưa để bên ban tổ chức sẽ mời quý quan khách hướng về phía sân khấu để vào dự tiệc và chào đón chúc phúc cho cô dâu và chú Nghĩa U70 và cô Văn. Em cũng xin thưa đến quý vị khán giả thân thương, thì có lẽ là cái lượng khách hôm nay sẽ là quá tải, cũng mong quý cô chú anh chị thông cảm. Vì bên ban tổ chức là sắp xếp những cái bàn tiệc là những cái bàn tiệc là mời quý khách là có gọi điện thoại lại. Đấy cô chú anh chị, còn những cô chú anh chị mà cũng như là chưa có gọi đó thì đến anh em cũng vẫn tiếp đón đi vào, nhưng mà có những gì sơ sức cũng mong quý cô chú anh chị thông cảm. Tại vì sáng ngày hôm nay là bên ban tổ chức nhận thêm rất nhiều cuộc gọi điện thoại, nhưng mà về cái phần bàn tiệc mình không thể nào đặt thêm được nữa đó quý cả nhà. Tại vì nếu mà ngày hôm nay là ngày chủ nhật rồi mà mình đặt thêm là bên nhà hàng họ không có sự chuẩn bị kịp. Đó, nên là cái số bàn tiệc ở đây là anh em đã tổ chức là theo cái lượng mà khách mời. Còn những cô chú anh chị mà không có gọi về trước cho ban chương trình đó, cô chú anh chị đến, anh em vẫn tiếp đón nồng nhiệt, cũng như là những cô chú anh chị có gọi để đến dự tham dự gọi trước mấy ngày. Nên là cô chú anh chị cứ mạnh dạn đến, dù cho anh em đồng ý là tiếp khách đông thì đôi khi có những cái sơ suất cũng không tránh khỏi. Cũng mong là quý ông bà cô chú cũng niệm tình bỏ qua. Và có lẽ là video đến đây em cũng xin tạm dừng. Và cũng xin kính chúc quý khán giả xem video trong một ngày nước, ngày mới an lành và hạnh phúc. Và trong quá trình chia sẻ video có những gì sơ sức cũng mong quý cô chú anh chị để lại phần comment góp ý anh em sẽ cố gắng ra những cái video chất lượng hơn, không phụ lòng quý ông bà cô chú anh chị. Trong suốt cái thời gian vừa qua luôn đồng hành và ủng hộ video anh em. Dạ xin chào.